Wow. À, đây là phim Quý Bà Thám Tử. Miko bước vào phim trường và thật sự là bị ngạc nhiên đấy. Nhân vật chính của chúng ta, nhân vật chính của Người Kết Nối của chúng ta là nhân vật lặng nhất trong một cảnh động. Cái anh mà mặc áo vest đen mà đứng nghiêm vậy nè, nhìn ngầu nha, chất tóc dài. Đã tham gia hơn 30 bộ phim lớn nhỏ khác nhau và được giới làm phim nhận định là một trong những người xuất sắc nhất hiện nay. Nhưng cái tên Trầm Minh Hoàng hầu như không được công chúng biết đến nhiều, đơn giản bởi vì anh là một cascader, diễn viên đóng thế. Thành thạo các kỹ năng mà một cascader phim hành động cần có như võ thuật, nhào lộn, đua xe, sử dụng vũ khí, một ngoại hình chuẩn, tinh thần trách nhiệm và đầy đam mê với nghề, Trầm Minh Hoàng luôn được những nhà làm phim tin tưởng giao cho những pha hành động quan trọng nhất. Hãy cùng Người Kết Nối Miko Lan Trinh tìm hiểu câu chuyện về chàng trai đến từ Cà Mau này. Hello, à, cuối cùng cũng được gặp bạn rồi. Sáng giờ là mình đợi ở đây và xem bạn quay phim cái cảnh này đó. Trong phim này bạn đóng vai gì? Trong phim này mình là giai đàn em của ông Trùm. Thì có những cái cảnh như thế nào? Hôm nay mình xem cảnh thì bạn không hoạt động nhiều. Những cảnh khác rồi. Thì như thế nào? Thì cái này là để mà nói cảnh là trước khi để đi quýnh thì mình đã quay rồi, quýnh trong bãi container. Đây này là từ dễ thương bị phỏng đi quýnh. Bắt tay là cái tay bị phỏng á. Từ công việc bình thường hay là từ phim? Từ các cái đơn luôn. Thì cái tiết mục là đốt người trên sân khấu. Thì cái đó là đốt lần đầu tiên trên mà đốt thiệt trên sân khấu luôn. Tại vì đó là ok. Thế mình cũng quay một ok, rồi Miko sẽ đợi ở đây nha. Dạ, xin chào. Có vẻ công việc của một cascader không dễ dàng một chút nào. Thôi ra, thôi ra, lâu bạn ra. Đây cơm đồ à nè. Ô ăn ít chứ. Sao ăn có miếng cơm vậy? Ăn vậy rồi đủ chiều có sức làm việc không? Chiều dặm thêm tấu chú đỏ là tôi bị gói nữa. Vậy hả? Thì cô có nghĩ là người quay cảnh hành động ăn có nhiều lắm, lại ăn có chút xíu cơm này được có chưa chén cơm. Thôi ăn cơm ngon nha. Dạ. Ngoài đời thì Hoàng là người sôi nổi, trong phim cũng vậy, trong phim làm việc rất là chăm chỉ, cần cù, rất là chịu khó, siêng năng rồi để ý tới cái công việc mình làm. Tức là Hoàng là người biết mình đang làm gì. Còn nhiều người họ vô làm thì họ chỉ biết ok kêu gì làm đó, còn Hoàng thì là luôn luôn tập trung vào nó và lường trước những cái gì đó nó cái khó khăn trong công việc ấy. thì Hoàng tính toán được cái chuyện đó, lái mô tô được, xe hơi được, đánh võ được, nhào lộn được, bắt cua được, là đu dây được cái nông. Và tổng thể thì Hoàng một cascader chuyên nghiệp, gọi là chuyên nghiệp. Cái hướng đi của Hoàng thì nên chuyển từ một cascader nên chuyển sang có thể là chỉ đạo võ thuật hoặc là đạo diễn động, thì bạn ấy nên trau dồi thêm, bạn có phải train những cái người lính của mình, đệ tử của mình cũng trong một cái nhóm đó thôi, nhưng mà có thể chọn là nhiều anh em khác mới vô để mình train họ. Rồi cái hướng đi nếu mà được thì Hoàng nên đi học thêm như về khung hình, góc máy hoặc là học đạo diễn luôn. Trong thời gian nghỉ giữa hai cảnh quay của bộ phim, Người Kết Nối Lan Trinh đã có cuộc trò chuyện với nhân vật của chúng ta. Đóng là bao nhiêu phim? Đóng mà chắc không nhớ tại nhiều quá. Mà cái vai nào ấn tượng nhất? Trong phim nào? Ấn tượng á? Ấn tượng thì mình giả nữ, tại vì giả nữ mà bạn mình bikini nữa. Được nữa hả? Được. Cái đó phim đó là phim Ma Dai tới cho Ngân Khánh. À, trước đó lý do gì đã đưa Hoàng đến với nghề cascader? Cái duyên tình cờ. Tại lúc trước là mình ở dưới quê lên thì mình làm bảo vệ. Bảo vệ hả? Đúng rồi. Đã từng bảo vệ ở đâu? Mình nhiều lắm, đi bảo vệ ngân hàng quân đội, đi theo áp tải sơ tiền. Rồi bảo vệ bên tập đoàn Mỹ Linh. Nói chung cũng đi nhiều mục tiêu, nhiều chốt. Rồi đi học võ, rồi học nhau lộn nữa, tại dưới quê mình đam mê nhỏ lâu rồi.
dưới quê thì không có dạy, thì cũng coi trên phim ảnh này nọ đâu cũng thích lắm. Rồi lên đây rồi mới được đi học, trên đây có dạy giỏi rồi mình đi làm đi học rồi nữa. Thì tình cờ mình đi học á thì có quen với một anh khách cơ trong đây, thì giới thiệu qua họ kêu tập thử xem sao, thì tập dần dần thấy thích đam mê luôn. Thế trước đó mình có biết về cascader không? Không biết, biết cascader là gì luôn. Ồ, rồi cái cảm giác lần đầu tiên khi biết về nghề cascader thì thấy như thế nào? Đã nói chung đã. Bình thường mình không có được làm đúng không? Đúng rồi. Đam mê như vậy thì suốt 5 năm làm nghề có những cái trường hợp nào thử thách lòng đam mê của mình không? Có, thì gia đình mình thì là mình giấu, còn trên đây thì bạn gái thì cũng chưa cấm cản không cho làm nữa. Nhiều cái mình suy nghĩ rồi cuối cùng mình chia tay với bạn gái đó. Là mình đã làm một cái nghề rồi mình đã thích rồi, thì mình đi học cái nghề khác mình mà không thích nó thì mình cũng làm không được, cũng không chú tâm với đó. Thì nói qua nói lại rồi từ đó xích mích rồi từ nhỏ dần dần lên rồi. Nhưng mà vì một cái lý do cụ thể nào mà lại yêu nghề đến mức như vậy? Là nó có một cái chuyện liều lĩnh mà người thường không làm được á. Thì mình ra một cái người đó thì mình thấy mình giống như từ hay dùng từ hay từ tự hào về cái nghề kết đơn. Thế ước mơ của Hoàng thì bây giờ mình cũng là gắng làm để tích lũy kinh nghiệm để thành một cách chuyên nghiệp. Thì sau này con đường tiến tới là Hoàng nghĩ là tới chỉ đạo hành động. Các bạn đang thấy ở đây là một chàng trai nè, nhìn á không trần nhưng cách nói chuyện thì rất là nhẹ nhàng từ tốn. Cho biết cô hỏi là sẽ có những cái suy nghĩ rằng cascader thì là một người rất là liều lĩnh, vậy thì một Minh Hoàng của đời thường bạn có thấy là bạn liều lĩnh hoặc là hơi bốc đồng không? Có thấy mình như vậy không? Cái này thì ngược lại, nghĩa là bình thường mình không thích va chạm, mình là thậm chí môn thể thao mà mạnh cũng không thích, đá banh cũng không thích va chạm đó. Tức là mình thích môn nào mà nhẹ nhàng tí. Hay vậy? Vậy có nghĩa là chỉ có trước máy quay là hành động thôi. Còn bình thường thì là mình không thích hành động, đúng rồi. Mình cũng có đóng phim, mình cũng biết nó những vất vả như thế nào, nhưng mà cái vất vả của cascader chắc chắn là còn rất là nhiều so với bình thường nữa. Có, thì cái nghề cascader này thì là làm mà để mà chuyên sâu những nghề á, mình đi một nghề cascader thì có thể là cũng là hơi khó khăn về kinh tế. Thì có là một năm phim mình động cũng được bao nhiêu. Chia nhau làm á, thì nếu mà ai mà không có nghề tay trái á, thì chú tâm vào làm này á, thì cũng khó sống với một cái đất thành phố này, với tiền nhà trọ thuê nhà rồi ăn uống gì nữa đồ. Trung bình thu nhập một tháng là bao nhiêu? Trung bình cũng khoảng 4-5 triệu một tháng. Một tháng 4 triệu, có khi 2 triệu mấy, 3 triệu. Nếu như vậy thì mức sống ở Sài Gòn là hơi khó đúng không? Đúng rồi. Thế mình sống sao? Mình sống ở đâu? Thì mình sống tầng tiệm thôi. Có khi ngày ăn mì gói gì nữa. Đóng phim có những cảnh nguy hiểm như vậy thì họ có bảo hiểm cho mình không? Khi có tai nạn xảy ra ai sẽ là người lo thuốc thang? Thì thường là đoàn phim cũng hỗ trợ. Là nhóm mình, thầy mình cũng hỗ trợ một phần. Nói chung là cái đó mình cũng đỡ lo. Thầy mua bảo hiểm thì công ty không ai bán á. Có bao giờ có cảnh nào đó mà Hoàng từ chối đóng vì quá nguy hiểm không? Thế này không, chưa. Không. Mọi cảnh nào mà đạo diễn họ nghĩ ra thì mình đều đúng đáp là ứng. Mình đáp ứng được. Mà hồi nãy Hoàng có nói là ba mẹ Hoàng chưa có biết là Hoàng làm nghề này hả? Đúng rồi, gia đình giấu gia đình. Tại sao? Ba mẹ thì nói là mạo hiểm, nguy hiểm. Thì lúc về mình cũng nói với mé nọ đồ sao cái này thấy đã làm này cũng đóng được không rồi nọ đồ, thì đó là nguy hiểm quá không cho. Nên mình cũng hỏi mé rồi, cho nên mình thấy tình hình như vậy không ổn mình giấu luôn. Hoàng nói là ba mẹ Hoàng không biết mình làm, thì nếu như mà phụ huynh biết thì sao? Thì chắc mình nói dối thôi, nói dấp cho ba mẹ vui thôi. Có hay về quê không? Có phải một năm về 2 lần. Năm về 2 lần, vậy là ít đó. Rồi bây giờ thì đang nhớ món gì ở dưới quê? Tại nhà mình là bán đồ ăn sáng, cho nên mình ăn cũng là mấy chục năm rồi, cho nên mình ghiền nhất là cái bò kho.
Bò kho ở nhà nấu. Ai nấu mẹ nấu. Mẹ nấu. Rồi bây giờ Miko đến với chương trình ngày hôm nay là bên cạnh việc và tìm hiểu về công việc của Hoàng thì vẫn có một món món quà mà muốn gửi đến cho Hoàng. Ý. Có nào mình về quê thiệt luôn hả? Ai? Trang nghĩ. Đây là căn nhà mà gia đình anh đang sinh sống ở quê. Một quán nhỏ bán đồ ăn sáng do chị gái và mẹ anh đảm trách. Rồi, tiêu rồi. Ai vậy? Vậy là nhà biết rồi. Mẹ. Nó không cái món bò kho mà nói nè. Ăn hai mấy năm luôn, bây giờ ghiền luôn. Ngon quá nhờ. Đã nước miếng rồi. Có bây giờ cô chú thấy Hồng xuất hiện trên phim chưa? Có thấy nó lên trên cái TV, trong cái điện thoại nữa đó. Quay tiếp nhiều mà, chứ mà không thấy nguyên phim. Nếu nó quay trên điện thoại gì đó, mình lấy đó mình coi. Nó ngoan lắm, nó vừa ngoan mà nó là sự siêng năng làm việc nữa, thì nó ngoan lắm. Có bao giờ Hồng gọi điện về mà than là muốn về nhà không? Nó mà làm gì là nó làm được rồi, họ được không có mà nó không có cự, chịu cự, nó không có sợ cực, làm gì cũng được hết trơn, nó không có sợ cực. Hồng bây giờ Hồng mà có giờ nói với cô là Hồng nhớ nhà muốn về nhà. Thì có nhớ nhưng mà cũng đâu có về được đâu, khi nào mà xong hết đi về, nhiều khi Tết nó nhiều có năm về, có năm không. Nhắc nhở là mình thấy là mình tự chọn chỉ cẩn thận. Tại vì nghe nó đóng phim hành động rồi đó, nhào lộn đồ cũng dữ lắm á, thì nó cũng cũng sợ á. Cũng la quá, ông đâu có cho đi đóng phim đâu. Tại vì nó đam mê thích á, thì nó đi chứ không cho. Ông kêu mấy cái nào mà dễ dễ làm á hãy làm, chứ đừng có làm cái khó quá. Còn cô thì sao? Chú thì chú lo rồi đó, không muốn cho đi đóng phim rồi đó. Cô thì sao? Tôi thì kể nó con thích nào thì kể đi, nó thích thì mới làm được. Những cái mà nó không thích thì mình ép nó cũng không làm được. Mình kể nó vui là được. Nó đóng phim hành động thì nó không có cho ba mẹ hay, sợ ba mẹ lo, rồi nó không có dám nói, nhưng mà nó thấy được. Nhưng mà ý là chị có che giấu dùm cho Hoàng không? Đều có mấy cái mà hành động mà như là mấy cái thường thường thì đem cho coi, còn mấy cái mà thấy nguy hiểm thì không có đưa. Chứ bây giờ cô chú còn lo. Giờ thấy nó ngoài. Bây giờ con đến cái làm ổn định thì cũng ngán làm đi rồi thấy đó lấy rồi có gì cứ vợ là gì về điện được cho ai thì lên. Con ở trên thành phố cũng ráng làm, cố gắng làm thật là tốt. Rồi. Ôi, không ngờ luôn. Không ngờ hả? Không ngờ xuống dưới đây luôn. Cảm xúc sao, cảm giác sao? Bất ngờ. Rồi coi mấy cái lời nhắn nhủ của ba mẹ vậy thấy sao? Thì bây giờ cũng làm theo, cố gắng. Hoàng có tin là nếu mà với cái tinh thần như vậy thì nếu mà Hoàng thuyết phục một cách đúng đắn mà nói ra hết cái niềm đam mê của mình thì ba mẹ sẽ hiểu và ủng hộ hoàn toàn không? Thì chắc
Thiệt không đó? Thấy giờ vẫn lưỡng lự quá. Minh Hoàng tiếp tục với công việc của mình trong bộ phim mà hoàn toàn không biết có những người đang âm thầm quan sát mình. Họ là ai? Hai người đang bịt mặt, một người đội khăn đỏ, một người đội nón. Tôi đoán cho, mẹ. Không phải ba mẹ, ba với chị. Ba với mẹ. Ba với mẹ. Ba với mẹ. Em cũng nghĩ là dạ. Ba với mẹ. À, nhưng... Tại tôi tính mà mẹ phải ở nhà bán hoa bán đoàn xa. Nãy giờ thì theo dõi cái đoạn này thì Khang thấy là mặc dù anh ấy có một vẻ ngoài rất là mạnh mẽ nhưng mà bên trong lại là con người rất là tình cảm. Xem cái đoạn clip đó thì mặc dù là không có rơi nước mắt nhưng mà thấy có quẹt quẹt, chứ có nghĩa là cũng rất là cảm động. Tôi thì tôi đang lo không biết là khi hai bác mà thấy được là cái sự khổ cực mà nguy hiểm của con trai mình dẫn về luôn không vậy. Cho diễn tôi thì đó dẫn về luôn đó gặp. Thậm tôi là chí tôi là dắt bây giờ về luôn gặp rồi nói chuyện xong rồi nhưng mà em sợ là tới hồi mà người kết nối của mình chiếu lên tivi có thêm nhiều đoạn tư liệu như thế này để biết được công việc cụ thể là Hoàng còn đóng những cái cảnh còn tại vì có thể hôm nay á là hôm nay đi theo dõi là cũng chỉ thấy là đi đứng đóng phim thôi. Đúng rồi. Chứ chưa có thấy những cái cảnh như thế này, cảnh mà diễn mà lên vai chính kìa. Đó, cho nên là cứ nghĩ là đi đóng phim bình thường thôi. Tôi quay cái phim tôi nói nghe quay cảnh sông nước nè, tôi vai chính không có diễn viên đóng cắt cái đơ nè. Tôi bơi ra giữa sông nè, bơi ra giữa sông nha. Rồi quay cái cảnh là tôi bị rớt xuống thì mà tôi rớt xuống sông mà tôi biết bơi tôi mới dám quay cái cảnh đó. Mà tôi nhảy cái xuống sông xong rồi đó ha thì nước ngược tôi bơi đâu có nổi. Tôi bơi không nổi thì nó trôi, tôi thả trôi mà sông cái Vĩnh Long, sông cái ở dưới miền Tây nha. Nó trôi cái tôi bám vô chiếc ghe đậu bên đường, lúc đó tôi mới nghe trong bờ đạo diễn kêu bơi ra kéo các tường vô. Lúc đó đó mới có chiếc xuồng bơi ra. Còn tôi thì vẫn đu trên chiếc thuyền từ từ bơi ra kéo tôi vô. Đó ví dụ như người ta như vậy, diễn viên chính hoặc là cascader vẫn làm, nhưng mà cano nó phải đậu xung quanh, đúng không? Thế là sau cái chuyện này á là cái nhu cầu mà học bơi của diễn viên rất là cao. Thì thôi có gì chị liên lạc với em. Thôi giờ quay lại. Quay trở lại với câu chuyện về nhân vật cascader mà chúng ta thấy có cảm thấy là cái câu chuyện cascader này nó là một đề tài rất là nóng hổi khi mà mọi người bàn luận rất là rôm rã. Nhưng mà nói để thấy là cái công sức mà họ bỏ ra và cái lương mà họ nhận được để trang trải cho cái cuộc sống của mình nơi một thành phố đắt đỏ như thành phố Hồ Chí Minh như thế này thì dường như là không đủ. Điều mà có thể giữ anh ấy lại cho đến bây giờ đó chỉ là cái niềm đam mê đối với công việc này thôi, chứ không có một cái điều gì chắc chắn cả. Và chúng ta sẽ tiếp tục theo chân Minh Hoàng ở trong tập sau để có thể coi được cái cuộc hội ngộ cũng như là cái ánh phản nhìn ứng, của phản ba ứng, mẹ phản ba mẹ Minh Hoàng hôm nay lên xem xong rồi có cản con hay không. Thật sự là cả ekip ngày hôm đó vô cùng lo lắng lắm, sợ bể, sợ nhào ra, sợ mình làm người kết nối không được thành người đâm xuồng thiệt á, mình sợ lắm. Nhưng mà mọi người cứ coi thử tuần sau coi nó như thế nào ra nha. Như vậy chúng ta hãy cùng đón chờ xem người kết nối tập sau liệu làm cách nào mà anh ấy sẽ thuyết phục được ba mẹ của mình và người kết nối sẽ đóng vai trò như thế nào trong cuộc trò chuyện này. Mời quý vị theo dõi tập sau của chúng tôi nha.